Bây giờ thì mọi người đây nói là quất luôn lúc còn nóng thì mới ngon nha mọi người. Cái con mà nhông cái chân chứ. Ủa còn mấy con cá đi. Có mà. Có không? Thấy chị. Cũng xin được mến chào tất cả cô chú anh chị em cùng các bạn đang xem video trên kênh YouTube của Tuấn. Thì ở những nơi ở đâu cùng một video cho phép bản thân Tuấn đây luôn luôn muốn được gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe bình an cho một lời cảm ơn chân thành. Rất cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để coi video của Tuấn. Từ nãy giờ Tuấn có quay đoạn đầu nữa thì cái video này Tuấn sẽ quay lại một cái bữa gọi là làm bánh xèo nha mọi người. Đó. Thì bà chị gần phòng của Tuấn đang bắt đầu là công đoạn đầu tiên là xay bột ra. Đó, mình xay hết cái bột của cái sâu bột kia nha mọi người. Này làm những cái đầu tiên là thịt heo này, chá này. Rồi tiếp theo có những gì thì Tuấn sẽ quay lại. Mọi người mình coi video có cảm thấy quý mến kênh, yêu thích nội dung video thì hãy để lại cho kênh của Tuấn một đăng ký kênh, một like, một bình luận để góp ý cho kênh được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn mọi người mình rất là nhiều ạ. Rồi đây là bà chị gái của Tuấn nha mọi người, đang chuẩn bị thêm một cái số nguyên liệu cho cái món bánh xèo của mình ngày hôm nay. Đang cắt thái lá cái bắp cải ra. Giá này, bột này. Máy xay, xay bằng máy xay sinh tố. Thời tiết hôm nay ngày hôm nay cũng khá là nóng nha mọi người, cho nên ông anh Phúc gần phòng của mình đã chuẩn bị một cái quạt hơi nước. Đó, người thấy không? Này là mình ngồi mình ăn thoải mái luôn, không có sợ nóng luôn. Cũng như suốt gạo này cũng hơi nhiều nha mọi người. 5 lon hay mấy lon vậy anh? Như này 8 lon gạo nha mọi người. Bây giờ Tuấn đang cần thêm một máy nữa để xay cho nó nhanh. Bây giờ mới xay được bao nhiêu bột vậy thôi. Đó. Rồi như vậy là cái công đoạn xay bột của mình đã xong rồi nha mọi người. Đây. Và son bột với 8 lon gạo, 8 chén gạo như kia nha mọi người. Đang xay một cái mẹ cuối cùng nữa là xong rồi. Chuyển qua cái công đoạn tiếp theo. Bà chị của Tuấn sẽ cho cái bột chân giòn vô trong bột nha mọi người. Đó. Chiên giòn mê y gian gì đây, giòn tan phồng lâu ráo dầu. Và tí nữa mình sẽ chiên bánh xèo trên cái nồi cái bếp ga mini này nha mọi người. Rồi như vậy là công đoạn chuẩn bị bột đồ các thứ rồi xong nha mọi người. Giờ chuyển qua bắt đầu là đổ nè. Mình sẽ chơi trên hai cái bếp ga mini này, hai chảo chống dính. Ui, đau. Đó. Cho dầu vô. Rồi sẽ bắt đầu những cái bánh xèo đầu tiên, cho nguyên liệu vô trước. Cho thịt heo. Cho bột của mình vô. Nhưng có cái nắp là bự bự
Những mẻ bánh xèo đầu tiên thì nó chưa có khởi động, chưa có nóng máy được, nó hơi xấu xíu nha mọi người. Coi thông cảm cho. Đó, nó hơi nứt nẻ xíu, chờ chờ nó nóng đều hết rồi bắt đầu nó mới đẹp được. Cho bắp cải vô. Cái mâm mình Phúc Kha tài trợ cho cái mấy bạc hơi nước lên. Bị xéo lên trời á, làm sao đâu. Bị quét lên trời. Rồi, một cái mì bánh xèo đầu tiên, một cái đi. Đó, mọi người mình thấy rõ không ạ? Đó. Nhìn dần dần cũng khá là hấp dẫn. Bây giờ thì ông anh rể của Tuấn sẽ cho phụ đồ cho nhanh nha mọi người. Ông anh rể của Tuấn là cái áo thể thao màu đỏ đó. Bên cạnh là chị Hạnh. Đổ mỗi người mỗi chảo cho nó nhanh. Trong khắp nơi ta bà chúng xanh bàn vũ trụ đó nhà ta đường giải thoát phải có bao cái có sống tiêu dao không có gì buồn lòng sống thanh lương đâu có gì đói lạnh sống thanh bần giàu nghèo chẳng đồng tâm. Bạn sẽ sống với muôn đời lúc trên tâm thân này mang gió. Ngay bây giờ thì mọi người ở đây nói là quất luôn lúc còn nóng thì mới ngon nha mọi người. Chứ không. Ngay bây giờ thì mọi người ở đây nói là quất luôn lúc còn nóng thì mới ngon nha mọi người. Còn mà chờ mà ta xong rồi thì nó nguội quá mất ngon. Phúc luôn. Dùng trước cái đã. Mình vừa đút mình vừa ăn trực tiếp cho nó nóng nó ngon nha mọi người. Chờ nó nguội ăn cũng được thôi mà nó mất cái độ ngon của nó. Đó, mọi người nhìn thấy cái mâm bánh xèo của mình có hấp dẫn không? Cái ngoài đời thì Tuấn nhìn cũng khá là hấp dẫn. Không có nói xạo nói phép gì trên mạng á. Làm từ bột gạo. Không có bột chi anh. Nè. Phúc với chị Nhung dùng rồi phải không? Nêu cái cảm nhận cái món bánh xèo này thế nào? À. Tay đi ngang thôi giống rửa. Phúc mình mới dạng xong nói là ngon nha mọi người. Ăn miếng gì hạnh? Bây giờ Tuấn cũng phải dùng trực tiếp rồi cảm nhận coi. Rồi. Quy hơi vẫn ngon nữa. Đây. Cũng dùng luôn. Giờ nó nguội bụng mình cũng sợ quá rồi. Đây nha mọi người. Rồi Tuấn xin được thay mặt cho các anh chị em ở đây mời mọi người coi video của Tuấn một miếng bánh xèo. Nước mắm vài kỳ kỹ thôi. Có tỏi, ớt, chanh. Mà chi là có cái gì chua ngọt. Ai quay ngay, ăn Tuấn. Ôi, mấy đứa nhỏ ngoài kia nó chơi gần cái đống rác kìa. Ôi. Tuấn sẽ dùng thêm nữa. Thôi.
Đúng rồi mọi người, mình dùng cùng với Tuấn thêm một miếng mắt xèo nữa nha. Cá hình Tuấn đẹp lắm. Ừ, cá hình Tuấn đẹp rồi đó. Muốn lên đồng. Muốn đồ lên bánh thịt. Hay là do gạo khô không đó nhỉ? Đồ nóng vừa thổi vừa ăn nó ngon là đúng thiệt cho mọi người. Không có sai đâu. Hả? Rồi biết sao như thế nào mình vô bánh xèo là nên dẻo. Nóng đây có cái quạt hơi nước trong phòng trò thổi ra nữa thì tuyệt vời cuộc sống này. Hạnh phúc. Nhà hậu khô ạ. Cũng đặt cái máy quay góc quay đây. Chúng ta cùng dùng chung với anh chị ở đây. Làm cái lá bánh xèo của mình đây nha mọi người. Cũng xin phép ăn tay luôn, tay không luôn cho nó dân dã, cho nó cảm giác nó gần gũi, nó ngon miệng hơn. Tay mình cũng đã vệ sinh sạch rồi. Cũng nằm nguyên một cái luôn nha mọi người. Đây lắm mà. Bao nhiêu cái này nha? Hai cái luôn nha. Hai cái luôn. Cho phòng bố cho hai tiền này hai cái. Giờ cũng vô chúng làm cái ca nước ngọt ra đây. Cái ăn gì uống cái nước ngọt có ghê, nó đúng cái bài của nó. Rồi tôi mới làm cái bình nước ngọt ra uống nha mọi người. Có ghê, ăn bánh xèo này uống có ghê cho nó tuyệt vời. Đâu nước đâu bây giờ. Trúc rót nó cho hai đầu bếp đi. Thì Nhung rót cho hai đầu bếp đi. Và chắc có lẽ là một trong những cái bữa ăn mà nó tuyệt vời nhất trong cái môi trình nha mọi người. Dịch mà ăn uống như vậy là thấy vui rồi. Nè. Biết nước gì á? Cứ uống cho đi là biết. Uống xong hết ngã ngửa ra sau luôn là tiêu luôn. Cứ uống cho đi là biết. Uống xong hết ngã ngửa ra sau luôn là tiêu luôn. Ma hả? Tuấn làm một bánh ngon chứ. Uống đi anh, uống đi rồi đổ tiếp. Không biết điều hay quá luôn. Hai tập biểu của mình thì vẫn đang tiếp tục đổ. Và xong cái son bột kia. Khá là lâu mới xong nha mọi người. Từ nãy giờ thì mấy chị em ở nơi đây thì cũng làm thêm được một cái mâm bánh xèo thứ hai nha mọi người. Tiếp tục vừa ăn vừa đổ nóng ăn cho nó ngon. Tiếp tục bữa tiệc là bánh xèo trong mùa dịch nha mọi người. Lấy anh đi. Cái gì xin bánh gốc
Nay mình làm cái bánh xèo này cũng khá là nhiều nha mọi người. Vì mình đang đi chia sẻ cho mọi người ở phòng trọ nơi đây. Dĩa kia, cái hũ đựng cháo này không? Đựng nước mắm đi. Cầm cái chén qua đi. Phải cầm chưa hả? Đổ sợi đổ. Thử thách coi là có đổ được cái chén nước mắm làm cho để cho qua bà chị bên chơi trò sau lưng kia. Chị ơi, mày đâu em? Mày đâu rồi? Thôi để mày ngủ đi. Mở cửa lấy bánh xèo vô nhà mình dùng nè. Hai tay hai thứ không nó đổ. Rồi. Giờ còn tầm nữa thâu nửa xoăn bột nha mọi người. Hết nước rồi. Thì giờ mọi người ở đây thì vừa đổ bánh xèo vừa ăn nóng luôn. Thì đến đây cái nội dung video của Tuấn cũng chắc cũng khá dài rồi. Tuấn xin phép được kết thúc video này ở đây. Tuấn xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở những video kế tiếp ạ.